Chào mừng các bác anh chị đã quay trở lại với Mua Bán Xe Cũ và em là Hồng Ngọc đến từ xe đẹp Auto có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Với trong không khí Tết vừa qua thì em Ngọc lại về thêm một chiếc xe để phục vụ các bác du xuân, đi du lịch, loanh quanh. Thì em có một chiếc VinFast Lux SA phiên bản Premium, bản cao cấp nhất của Lux SA anh chị nhé. Sản xuất và đăng ký là 2021. Xe mới chỉ lướt bánh trên đường là 2.000 km thôi. Một con số quá là ít. Và hiện tại trong hãng thì đang không có xe để phục vụ quý khách đâu anh chị ạ. Vậy vì thế là mình chốt chiếc xe này rất là hợp lý. Để mời anh chị cụ thể hơn xem cùng em chiếc xe này. Thì thực sự là một cái gam màu đỏ của VinFast thì quá là sang trọng và rất là nhã nhặn. Nó không phải là một cái tông màu đỏ quá rực và rất là hợp rất là nhiều các đối tượng khách hàng. Mọi người có thể nhìn sơ qua về hình thức của xe thì nó phải đúng là như không khác gì một chiếc xe mới anh chị nhé. Xe đã được trang bị một bộ dán phim cách nhiệt 3M rồi. Chất lượng của 3M thì rất là được nhiều các bác quan tâm và đánh giá rất là cao anh chị ạ. Bây giờ thì mời mọi người cùng em nhìn vào đi đến phần đằng sau xe, và đây là phần cốp nhé. Với cốp điện cũng như là tích hợp đá cốp rất là thông minh thì mọi người có thể nhìn thấy là khoang cốp ngồi cực kỳ rộng rãi này. Hơn nữa thì bác chủ xe thì còn đã trang bị thêm một hệ thống sàn 6D rồi, rất là sạch sẽ và cực kỳ là sang trọng. Mọi người có thể nhìn sơ qua một chút về cái keo chỉ của xe này. Xe còn trong trạng thái rất là nguyên bản này. Nhà em vừa mới về cái thì là cũng cho lên hình luôn. Chỉ kịp rửa qua để các bác có thể xem được không? Chắc chắn là chiếc xe này thì còn nguyên lốp sơ cua rồi anh chị nhé. Mới chỉ đi có hơn 2.000 km thôi. Động cơ turbo cực kỳ khỏe khoắn. Bên này nó hơi chật thì có thể mời các bác mình quay sang bên này với em. Rất là muốn mời trực tiếp mọi người qua 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội để trải nghiệm cũng như là xem xe trực tiếp, vì cái chi tiết của chiếc xe này thực sự là khi mà mình cảm nhận cái điều mà đáp ứng được tốt nhất đấy là chiếc ghế da. Chiếc ghế da với trang bị là ghế da Nappa cao cấp, ngồi rất là êm, trơn và thực sự là rất là mỏng anh chị nhé. Đã được trang bị một hệ thống sàn 6D rồi, rất là sạch sẽ. Thực sự là những bác chủ nào mà em thấy là bác chủ nào mà đầu tư cho xe của mình ấy, thì đi rất là giữ xe, rất là gìn giữ luôn á. Khi mà người ta bán xe thì một là rất là hay lên đời thì mới bán thôi, chứ cũng là mọi cái chi tiết của xe này thì được trang bị công nghệ rất là đủ và những cái trang bị và rất là cần, không phải bị thừa cái chi tiết nào cả, từ camera 60 này cho đến phanh tay điện tử cũng như là chống cân bằng chân trượt. Mọi chi tiết của xe còn rất là nguyên bản. Bây giờ thì em mời các bác để mở nắp cabo để mọi người cùng xem trong trái tim của chiếc xe này sẽ còn nguyên bản như nào anh chị nhé. Rồi, xin mời các bác cùng vào trong khoang máy của xe. Với tầm tiền hơn tỷ như này là mình đã có thể chốt được xe rồi, thì em nghĩ là mình chỉ lựa chọn làm sao mà mình chốt sớm để mình còn đi thôi. Anh chị ạ, nó mắc ở đâu ấy anh? Giật hai lần ạ? Xe vừa về nên là còn chưa mày mò được cái tính năng mới của xe đây này bác này. Em giật rồi. Ôi bây giờ mới được. Đây, xin mời các bác cùng nhìn qua về động cơ, hộp số, máy móc của xe nhé. Từ phần tai này cho đến những cái đường răng cao su rất là chắc chắn. Tại vì nó là như một chiếc xe mới. Mọi chi tiết đây này, em đã rửa được đâu, rất là hơi còn nhom nhem thì các bác thông cảm cho em nhé. Đây là mọi chi tiết của xe. Về hộp số, máy móc thì máy khung gầm Đức, như đây là một thương hiệu như mọi người vẫn được ví von là BMW của Việt Nam. Một chiếc xe đáp ứng cái khung gầm rất là chắc chắn, tay lái cũng như là cái động cơ, máy móc rất là khỏe. Động cơ turbo nữa thì đi cực kỳ thoáng anh chị nhé. Với mức giá của xe nghe là chỉ chốt luôn đấy anh chị ạ. Giá hiện tại đầu xuân năm mới em đang chào bán cho anh chị là 1 tỷ 280 triệu anh chị nhé. Nếu nhà mình chốt trong ngày hôm nay thì em xin được gửi anh chị một gói lì xì 20 triệu nữa. Hãy alo cho em để được mức giá tốt nhất trong ngày hôm nay. Và rất cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo ạ.